Khoảng 230, bình thường là khoảng 100 140 mấy đến 173. Operation của nó là hình như là 145 đến 183 đó anh. Tới tới 180 là hình như là nó cái bơm thủy lực nó chạy lại. Cắt cái gì? Cái đệm, cái đệm của chỗ này. 24 thấy cái rách, lúc em ở kho em thấy rách là anh có cần cái em cho cái mảnh không? Cái này để thêm mỏ lép to là anh Kha thì bên có thể chắc là trong quá trình vận chuyển có không để như thế nào đấy, anh Kha đã khẳng định ngoài này thì là còn nguyên. Nhưng mà chuyển cái đó về bờ để chi vậy? Hứa hứa. Ban đầu định là nhớ các anh xác định. Kiểm tra hả? Xác định O-ring cụ thể là anh có đồ ghi lại không? Ghi lại thì nó không quên á. Có giấy không? Anh có bút mà. Đây là hàm 19-20 anh ạ. 19-20-21 đi. Ừ, 19-21. 24-30-56. Xin bao mít rồi mà anh đừng hô em hả? Anh nói bên thắng xin bao mít rồi mà à. Hết giờ đóng bao mít rồi. Không chắc là nó cũng được nhưng mà phải đi ra đấy mà phải đi rest ra nữa. Là con 230 vậy em. Bên em đánh giá là bị hư cái ron ngay chân điểm này nè. Ngay thời điểm này luôn. Ngay cái mặt flan này nè. Chứ trên này không thể chạy xuống này. Trên này không phát hiện thấy. Em kiểm tra lần trước em kiểm tra, em với anh Tuấn đánh giá là ở điểm này này. Cái này là ông mới sơn đúng không? Đúng rồi. À, mới sơn rồi, đúng rồi, lần kia nó ở mới sơn anh phải cạy ra. Không cạy cái này mai thì tháo đôi chứ mình cạy. Không thì tức ngày mai mình cạy thôi, không sao đâu anh. Anh đừng cạy. Không, cái sớm, đúng rồi, cái không em biết rồi, thôi đừng cậy. Cái sớm này đâu có tác dụng đâu, kìa nước kìa đâu. Em biết phải thôi. Mà nó thôi đừng có cậy. Để xem thử là cái khả năng cày nó như nào.
tháo ra là bung ra được, tháo cùng này, cùng cùng lắm anh tháo bung ra lấy búa gõ đi là nó ra thôi. Tháo mai đào này trước, xong rồi. Thì tháo cái stopper đó trước, tháo stopper trước, đương nhiên là phải tháo nó trước rồi. Cái ván này ván Mỹ, cái ván này là ván 12 nó có nem led á, loại xe nem led á anh. Con này á. Con này 10 inch. 10 inch mình đoán 10 inch về con 12. Class 600. 10 inch, 10 inch. 10 inch. Ấy à, van Trung Quốc à? New Way à? Thì giá tiền ít thì phải phải cái nó thôi thổi tí chứ. Chứ làm sao có thơm được. Không, New Way cũng giả. Phim mà tay rung rung thế kia thì mà phim nó cứ rung rung giật giật. Sao nhưng mà được cái đó, nếu như mà đồng chí nào mà buổi sáng có